ham bay bị coi nè, cùng bay bị coi, phong cùng tuột nè, cùng tuột phong cùng bay bị coi, đua cùng tuột mục nè, tuột trong đào. Bị lúc cùng phía cùng phong được cặp phía thành cả đòi kia là co trong pi môn đang tiêm thưa ca pro cuốn. Và bắt tam bộ vót cứ kia là co pring da rớt. Và pring da rớt cứ miên chi vẹp bộ vót riêng không sẵn tinh mà kia là co một cô cơ hòm rụt đi. Môn đang là ông mà bộ cuốn bạc ư kê. Chị nè, ô rồi tê, rôn rồi tê. Và nâu khai, nâu quay pét bà. Và tam chị đẹp mai thay hình chân. Môn mau nè nà kê đẹp lọp. Và pra nè kê la co rũng đi cứ qua lại bà cú quát chị nè. Rôn rồi tê, ô rồi tê nâu. Phương đẹp mai thay này sẽ qua bè. Nâu cũng quay pét bà. Đấy, lúc nào mà sao, cô lọc lên tốt lè. Và cứ tam ca xua chỉ vẹn bộ vọt. Và lấy cái lá có bồng cổ kêu châm chất ra và công phong ta nơi phía lưu. Và đẹp đà rân công phong ta dốc chương rồi bọc luôn kêu chụp. Ôi, chập bọc đuôn. Ê, đua xẹp ấy chập bọc đuôn mày cao tiết. Và chương tầng phi rồi bọ. Đà rân. Và kêu non chất ra chụp. Và cầm bông tại kia có và chọc lê đáy bỏ cái lá có châm chất ra ở pin đá rấn pin đá rấn cầm bông đặt lê đáy chọc lê đáy nó bỏ chất ra chọc quay xong cái bên đá chất ra. Vô chật công rồi bác luôn, ốc chôl cung thì chìa. Nhưng cách này em thiết. Ở sân chìa rơ bằng ruột. Và cứ miên ta trom nó bị cao ông kê chăng ấy. Tầm luôn bay nửa tí. Và bằng tay bác không cắt ở đây. Xong cho chanh mà cứ ai cua tạp. Cô chia sẻ nhá. Lúc ở nhà đá nó có chụp cao của đồng liềm. Và vô cây chứ không ba có bằng tay mà ai bóc cao. Mà cô kêu chặt ra ai đừng lỡ ai chặt bọc lỡ ở nhà mình. Kịa co chuộc không trăng kịa mình tên. Đà rấn thua giang bách. Thua giang bách đã bay đọc cái lê đi ruột. Và sân chia được bột chương cư. Và cư cuộc này. Và lấy ai rơ ban mà chẳng miếng khuôn có bàn tay co rồi bò pinh đà rân. Ai nâng khó. Ốc đây chất ra. Bà sân chỉ co mình rứng. Ai là tu rong khuôn thân ạ. Lục khuôn sụp phía chia nhà cả đà. Và có chết đất cái lá co, và đã bạch mạng bà răng rút này. Cầm cung tay. Và mơ phí ra nó phía bọc cái lá co đằng tí. Ôi, và vô đáy quay mục. Đấy, rơ chanh màn. Rơ chanh màn, cầm tay luôn nó bị cái đón rồi đây. Không răng thẻ. Và thẻ ở chân, ra chanh từ thôi. Ở thôi từ cơ rồi. Mình thôi vậy nè, và rất là rô chung mục rồi đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Còn bản thân các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không và dù đô tay quán đô karate đô và lục quân chi quán của phục lập bò bò phì dông bò phì ngang cà răng
ខ្ញុំស្រងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំស្រងមែនទេលោកគុណយីវ័នបាទទៅពេញចិត្តនឹងប្រភេទកីឡានេះដែរបាទរមៀលវិញបានរិនឥឡូវនៅពីលើវិញចិត្តត្រានៅក្រោមរមបាទអីយ៉ាលំមូលមកត្រឡប់នេះបាទចិត្តត្រានៅពីលើរិនដែរបាទរិនមកធ្លាក់កោពកក្រោមចិត្តត្រាធ្លាក់កោពកគៀវដល់ទឹកទី1ឯស្រាបៀរពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បាទក្នុងការប្រកួតស្រាបៀររដ្ឋអន្តរជាតិនៅប្រទេសអង់គ្លេសបាទឆ្នាំ2013នេះបាទបញ្ចប់ការប្រកួតទឹកទី1រវាងកីឡាករព្រីងដារិននិងចឹមចិត្រាបាទគឺជាការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញឥឡូវនេះវិលមកទស្សនាការប្រកួតទឹកទី2ជាបន្តទៀតព្រីងដារិនបាទសាក់រូបនេះនៅលើដងខ្លួនរបស់ខ្លួនចិត្រាពាក់ប្រដាប់ការពារទៅវិញអូទី2ទឹកទី2នៃការប្រកួតកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរចាប់ដើមដារិនកវ៉ែលចុះឡើងចិត្រាបាទចូលបំរុងហក់អោបដារិនទឹកទី2នេះមិនអាចខ្លោះធ្លោយនៅពីក្រោមចិត្រាបានទៀតទេតាមជើងបាទពាកកវៃចង្គង់ចង្គង់ចង្គង់តាមទៀតចង្គង់ទៅមកចង្គង់តាមទៀតចង្គង់ទៀតបាទចង្គង់ហើយចង្គង់ទៀតរវាងក្លាករពីចង្គង់ស្ដាំតាមទៀតចត្រាដាក់រត់អង្គចង្គង់សងមកវិញចង្គង់ស្ដាំដាក់រត់ចិត្រាបាទលោកចាប់ចលោផ្លូវហើយចាប់បោកតារិនផ្ដួលតារិននេះរៀងទុននេះបើមិនទុនអាចថែរក្សាជំហររបស់ខ្លួនបានដើម្បីឲ្យគេបោកបានកាមេរ៉ាចាប់លោកជីវ័នជួយលោកឡៃអិនអត់បានមកគឺគាត់មើលបដាលឡើងឡើងភ្នែកស្លឺទៅហើយបាទអាក្រាកជាប់ចកោអូកេងកេងអុកលើគល់ផ្លូវអោបៃស្នាំលើផ្ទៃមុខចត្រាបើយ៉ាងណាក៏ចត្រារៀងមានភាពដែរពីព្រោះថាបានចាប់ក្បាលរបស់ដារិននេះក្រាកជាប់នឹងក្លៀករបស់ខ្លួនទៅហើយអាទីបត់ដារិនមកក្រាកក្បាលរបស់ចត្រាជាប់វិញម្ដងបៃស្នាំចូលមុខជង្គង់សើយសើយស្នាំសើយស្នាំជង្គង់ស្នាំជង្គង់ស្នាំជង្គង់ស្នាំសោមវិញចិត្រាជង្គង់ទៅមកបើកពីចុះឡើងអំរត់កែងទួលក៏មិនដែរអត់មានអ្នកដួលជង្គង់ចុះឡើងជង្គង់ស្នាំណែមទៀតទីបុតកីឡាករចិត្រាក៏រុញដារិនញាច់ក្នុងសំណាញ់លោកគុណសភាចាប់បំបែកលើលើលើអាបញ្ជូនអ្នកទាំងពីរមកកណ្ដាលស្ដាយវិញប្រកួតជាបន្តទៀតវត្តត្រាស្ដាប់វត្តត្រាកុងដារិនកុងចត្រាចង្គង់ទៅមកបើបញ្ជីព្រឹកបាល់ធួលរបស់អ្នកទាំងពីរបើទៅតែហាច់តែជាង2ខែនេះក៏ប៉ុន្តែធ្វើរឿងដែរអ្នកថាខាងក្រោយសំខាន់នោះវិញបើធ្វើកែការតាមអង្គការថែមទៀតជាប់ជាយឹមកាច់ទួលក៏ប៉ុន្តែមិនទួលតែគេជួយនៅវិញគេកែគាត់ការគួរការបែកលើដងខ្លួនរបស់ដារិន
វ័នអាប់មិនមែនពោពីលើទៀតគឺដេកពីលើគ្នាអារើវិញបានចត្រាតើចត្រានៅពីលើវិញម្ដងបាទមិនមុតល្មួលមិនល្មួលតាមពិតគាត់នឹងចង់ធ្វើចឹងនេះក៏មិនដែរការពួកនេះលូត្រាតែមានអ្នកសំចាញ់ហើយលោកអញ្ញាក៏ដែរចាប់បំបែកបាទទើបអ្នកទាំងពីរប្រជុំសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបាទសូមអធិស្ឋានលោកភាសាគេជឿណាប៉ុន្តែគេដេកពីលើគ្នាគឺពូបាទគេដេកពីលើពូសុងឆ្លាញ់គ្នាទេគេដល់ពូសុងបាទគេជួបការប្រកួតនេះដែរហើយដោយសារកីឡាបង្កើតមហោព្រីងដារិនមិនអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានចត្រាធ្វើសញ្ញារបស់ខ្លួនថាខ្លួនទទួលជ័យជំនះហើយបាទអារិនទីបុតចាញ់គួយអស់ចិត្តចាញ់ទាំងមហោចិត្តបាទគណៈដែលក្រុមការងាររបស់ចត្រាបាទគឺសប្បាយចិត្តមែនតើបាទរូបភាពយឺតយឺតហើយលោកញ៉ាងដែរចាប់ទាញចត្រាចេញហើយឥឡូវជួបជាមួយនឹងលោកម៉ាសរីនៅលើទីលានបាទបាទលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាឆ្លងកាត់ការប្រកួតអស់រយៈពេលទីទឹកទឹកទី2វិសតែចប់ទៅហើយទីបំផុតកីឡាករបកគោខៀវឆ្លាតបាទវាយតែមកព្រឹបក៏ឈ្នះនៅនាទីទី4:37វិនាទីគឺចិត្តចប់ទឹកទៅហើយដូច្នេះលទ្ធផលគឺបកគោខៀវចឹមចត្រាឈ្នះដោយអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ចប់នៅក្នុងនេះដល់ទឹកទី2នាទីទី4:37វិនាទី